được, còn nó không chạy khí được, nó luyện luyện mà thấy quơ quơ chứ chơi là không thấy, thấy nó chạy 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 như thế, nó chạy 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 xuống như đây, xong nó lưng khi đây thì thấy nó chạy 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 trên mặt lưng tay, nó chạy xuống lưng, còn này trong 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 mặt tay nó chạy vô ngực xuống chân. Sau lần thứ hai từ mặt lưng tay nó chạy ra lưng xuống chân rồi lên trên dồn xuống, gom lại cái này là về đăng điền, gom về cái cục này thế này, đẩy xuống đăng điền hết bài. Tôi làm lại này, thấy không nè, khí này bắt đầu từ mặt trong tay này, chạy vô nách, lên mặt, lên ngực, xuống háng, xuống chân, xuống mấy ngón chân, xong nhả ra. Tới đây bắt đầu từ lưng bàn tay chạy vô cùi chỏ ra phía sau lưng, ghim cái đầu lên cổ, đẩy xuống dưới, rồi nó qua cái mông xuống dưới cái gót, ngửa bật lên trên, dí xuống, là bây giờ xuống dưới nó, bây giờ gom lại, kéo ở dưới lên, mặt trước, mặt âm lên, trộn mặt dương xuống, xòe ra, giữ răng đèn đó là hết, nó giữ, rồi đem nó về cái chỗ này cất, đó là gọi là đưa khí âm dương, nó phải hiểu rõ ra. Nó không có nắm vững cho nên mày tập không nó hiểu là đó là cái khí của tập.